Nhắc đến làng điện ảnh Hoa ngữ, hiện lên trong tâm trí chúng ta có lẽ là những soái ca người người khí chất như Trung Hán Lương hay Lâm Chí Dĩnh với vẻ đẹp không tuổi. Và giờ đây, chúng ta lại may mắn được biết đến một cái tên mới là Tỉnh Bách Nhiên. Anh là một diễn viên trẻ tuổi kiêm ca sĩ, được báo chí mệnh danh là Nam Thần của làng điện ảnh Hoa ngữ. Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại thành phố Liêu Ninh. Anh bắt đầu bước chân vào con đường showbiz từ năm 2007 khi tham gia show truyền hình Cố Lên Chàng Trai Tốt và giành được vị trí quán quân. Anh ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ, tập đoàn điện ảnh và giải trí hàng đầu Trung Hoa. Sau đó anh cùng một thành viên nữa là Phó Tân Bác đã thành lập nên nhóm nhạc Bobo. Con đường âm nhạc của Tỉnh Bách Nhiên tuy hơi gập ghềnh, nhưng nhờ khả năng diễn xuất của mình, anh chuyển sang mảng điện ảnh và gặt hái được rất nhiều thành công. Không chỉ nổi bật ở ngoại hình sáng sủa điển trai, mà Tỉnh Bách Nhiên còn là tài năng xuất chúng, sự khiêm nhường và nỗ lực. Nhưng ít ai biết để đứng trên đỉnh cao danh vọng ngày hôm nay thì chàng trai họ Tỉnh đã phải trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng. Cha mẹ bỏ rơi từ khi mới ra đời, may mắn anh được bà ngoại chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Thương bà, anh luôn tự mình làm mọi việc trong nhà, mua cả một căn hộ lớn và đủ đầy tiện nghi để đáp đền công ơn của bà. Nhưng tuổi già sức yếu, khi đền đáp được rồi thì bà đã không còn ở cạnh nữa. Đó chính là điều khiến chàng trai trẻ hối tiếc suốt đời. Thành công trên màn ảnh Hoa ngữ. Tỉnh Bách Nhiên đóng góp trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng cùng các vai diễn đa dạng như Viên Đạn Biến Mất 2012, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm 2014, Truy Lùng Quái Yêu 2015, Đạo Mộ Bút Ký 2016, Chúng Ta Của Sau Này 2018. Với những nỗ lực của mình, Tỉnh Bách Nhiên đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Giải Nghệ Sĩ Mới Xuất Sắc trong Liên Hoan Phim Điện Ảnh Sinh Viên Bắc Kinh 2009, đề cử Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 30, Giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất tại Liên Hoan Phim Trung Quốc Trường Xuân lần thứ 13. Năm 2015, anh ghi tên mình vào lịch sử khi bộ phim Chóc Yêu Ký do anh đảm nhận vai nam chính phá kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại của làng phim điện ảnh Trung Quốc. Đó chính là minh chứng cho tài năng và sự thành công của Tỉnh Bách Nhiên. Diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên đã dần cải thiện và được công chúng ghi nhận không chỉ ở đại lục mà còn phủ sóng trên toàn thế giới. Ghi dấu ấn đậm nét với Chúng Ta Của Sau Này. Với vai Kiến Thanh trong Chúng Ta Của Sau Này 2018, đóng cùng Châu Đông Vũ, Tỉnh Bách Nhiên đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Chúng Ta Của Sau Này là một tác phẩm do nữ đạo diễn Lưu Nhược Anh thực hiện. Phim là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng về những tiếc nuối trong mối tình đẹp đẽ thời thanh xuân. Khi dàn diễn viên chính của phim được công bố, Tỉnh Bách Nhiên đã nhận về những ý kiến trái chiều từ công chúng. Bởi trước đó, những nhân vật mà Tỉnh Bách Nhiên thể hiện luôn thiên về các vai diễn nam thần trên màn ảnh và khả năng diễn xuất của anh luôn bị nghi ngờ. Nhưng với Chúng Ta Của Sau Này, Tỉnh Bách Nhiên đã đập tan hết mọi nghi ngờ. Tỉnh Bách Nhiên đã cực kỳ xuất sắc khi hóa thân thành công vào vai Kiến Thành, một nhân vật có nội tâm hết sức phức tạp và để diễn tả được hết những cảm xúc ấy, đòi hỏi khả năng diễn xuất rất cao từ diễn viên. Và đến cả những khán giả khó tính nhất cũng phải dành lời ngợi khen cho màn thể hiện của anh. Chúng Ta Của Sau Này, sau khi ra mắt đã tạo nên một cơn sốt trên toàn châu Á và góp phần đưa tên tuổi của Tỉnh Bách Nhiên vươn ra thị trường quốc tế. Kết hợp cùng Dương Tử trong dự án phim mới. Vào ngày 13 tháng 1, hình ảnh hậu trường mới nhất của nữ bác sĩ tâm lý đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cảnh hôn giữa Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhờ đó, nhiều khán giả thêm phần mong chờ vào bộ phim thuộc thể loại hiện đại này. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Tất Thục Mẫn, xoay quanh nữ bác sĩ tâm lý Hạ Đốn và những câu chuyện về các bệnh nhân của cô. Tỉnh Bách Nhiên đóng vai nam chính Tiền Khai Giật. Nữ bác sĩ tâm lý được đánh giá là mang nặng yếu tố tâm lý xã hội, thể hiện góc nhìn đa chiều và phức tạp của con người. Cảnh hôn giữa Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên bị lộ ra trong quá trình quay phim, khiến khán giả ngạc nhiên trước sự lãng mạn tình cảm của hai nhân vật chính. Trong cảnh này, Tỉnh Bách Nhiên mạnh mẽ tấn công Dương Tử bằng một nụ hôn. Phản ứng hóa học chân thực của hai người khiến khán giả vô cùng thích thú. Dương Tử gây chú ý vì khả năng tương tác tốt với nhiều bạn diễn nam. Từ Đặng Luân đến Lý Hiện, giờ là Tỉnh Bách Nhiên. Đóng phim chung với ai, cô cũng tạo ra cảm giác ngọt ngào như một cặp đôi thực sự. Nữ bác sĩ tâm lý là bộ phim thứ hai Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đóng chung. Cách đây 10 năm, hai người cùng quay Girl Rushes Forward. Chính Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ, anh được Dương Tử giới thiệu cho dự án Nữ Bác Sĩ Tâm Lý.
Lần hợp tác này cả hai đều đã trưởng thành và vai diễn cũng khác biệt hơn xưa. Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên là cặp diễn viên thân thiết ngoài đời, thậm chí mẹ của Dương Tử còn nhờ Tỉnh Bách Nhiên giám sát không cho cô ăn vặt để giữ dáng. Hai người thoải mái chọc ghẹo nhau mỗi khi gặp gỡ. Lần hợp tác này, họ vào vai một cặp yêu nhau được các fan khen đẹp đôi và ủng hộ hết mình. Chuyện tình cảm ồn ào với Nghê Ni. Câu chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, luôn được xem là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí xứ Trung. Cả hai quen biết nhau vào năm 2013 nhờ đóng chung tác phẩm Chờ Gió Đến. Sau đó họ trở thành những người bạn thân thiết và luôn ủng hộ nhau trên con đường phát triển sự nghiệp. Cặp đôi chính thức công bố chuyện tình cảm của mình vào giữa năm 2016 và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni luôn cẩn thận trong chuyện tình cảm. Họ dành cho nhau nhiều thời gian và chưa bao giờ đem chuyện cá nhân của bản thân ra để quảng bá. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức tuyên bố chia tay sau 2 năm hẹn hò, một cái kết dang dở cho một trong những cặp đôi được ủng hộ nhất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng việc yêu đương của họ là giả vờ, cả hai chỉ đang thực hiện bản hợp đồng tình yêu 2 năm. Nhưng dù việc hợp đồng có thật hay không, thì Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni vẫn luôn là cặp đôi đem đến những tiếc nuối cho người hâm mộ khi cả hai không thể cùng nhau đi đến hôn nhân. Cuối cùng, Tỉnh Bách Nhiên ở trên màn ảnh hầu như trùng khớp với anh ở ngoài đời thực, là một chàng trai với vẻ ngoài thanh sạch bình dị. Anh như một làn gió ấm khiến khán giả cảm thấy thân thuộc và đầy thu hút. Một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô, tính cách ấm áp và đầy tài năng, không khó hiểu khi anh nhận được rất nhiều quan tâm từ người hâm mộ, lẫn giới phê bình. Người bà ở nơi xa ấy nếu có biết, chắc chắn sẽ rất tự hào về một Tỉnh Bách Nhiên của thời hiện tại.